Thưa quý vị, ba điều quan trọng của Tết là đồ ăn truyền thống, màu sắc và cuối cùng. Giới thiệu với mọi người, đây là chiếc ghế hoa. Một chiếc ghế hoa rất đẹp, mọi người có thể thấy. Và chỉ cần chiếc ghế này thôi, khách đến với gia đình hoàn toàn có thể chụp ảnh cả gia đình thế này rồi. Đấy, rất là đẹp. Hay là selfie thì selfie rất là chụp kiểu lấy phần mềm thịt mông. Đây này. Nhưng mà vấn đề của tôi thì lại không phải là giới thiệu với mọi người cái ghế hoa này, mà tôi đang muốn giới thiệu với mọi người là chậu hoa trong vườn. Thì đây là những cái gốc cây đã chết. Đây là gốc cây xà cừ này. Đấy, chúng ta khoét một lỗ ở trong. Và đây là một gốc cây nữa. Đây là gốc cây xưa. Gốc xưa. Và cái gốc xưa này là cái gốc xưa như mọi người nói, gỗ xưa nó vô cùng đắt. Còn cái gốc xưa này là gốc cây xoài từ ngày xưa. Và nó bây giờ cây xoài nó chết rồi thì tôi cưa nó ra. Nên gọi là chính ra phải là gốc xoài xưa, mà tôi gọi tắt là gốc xưa. Nó phong thủy. Và đây, mọi người có thể thấy khi mà mình khoét lỗ rồi thì ở trong nó sẽ đọng nước. Và khi ở trong nó đọng nước mà mình trồng cây vào, nó sẽ bị úng rễ. Hoặc là nếu mình không trồng cây thì nó sẽ là nơi của bọ gậy. Chính vì vậy chúng ta phải làm việc là bị nước chảy. Abio. Hả? Con làm gì đấy? Con đang nghịch hoa. Nghịch hoa. Lấy cho bố cái ấy ra đây. Lấy cái máy khoan ra đây cho bố. A few moments later. Anh ơi, con đây. Cắm cho bố. Thế bây giờ là cắm rồi mới dòng nào? Khi ông dòng không, ông cắm à? Thế nào cũng được, miễn là có điện mà an toàn. À vâng, thì con hỏi để cho nhưng mà con cẩn thận thôi. Đấy. Hỏi cho cẩn thận thì không mất gì đâu. Cắm cẩn thận nhá. Vâng. Dòng ra cho bố. Thế này ngày xưa biết tại sao người ta thích có nô lệ để còn được sai vặt. Này, ông mới làm được một tí thôi, ông nói ít thôi, mang ra đây cho bố, nhớ lên. A few moments later. Quán đi con. Công nhận để trở thành người đàn ông mà nói chung là biết làm vườn được mà như là mà để cho chăm sóc vợ con ấy, quả thật là không đơn giản. Đương nhiên rồi, thế ông biết mới biết tôi hơi kinh khủng. Không, bình thường. Như bố bình thường. Sao lại con hơn bố? Con cha nhà có phúc. Ừ thì con hơn cha nhà có phúc. Tôi cũng chỉ mong có thế thôi ông ạ. Đây, đặt vào đây, đúng rồi. Đưa lên trên. Đây. Rồi chuẩn bị vào luôn. Chậm tay. Đẩy vào một tí. Đừng có vẻ nhá. Giữ chắc nhá. Đúng rồi. Rồi nới ra. Rồi tiếp tục. Bình tĩnh nhá. Rồi tạm thời rút ra để ra cái phôi đã. Không. Con vừa bấm vừa rút ra. Có lên nào. Thế à, hay quá. Được không? Được đấy. À, nước ra rồi. Được. Được. Mình làm tốt đấy mình ạ. Good job. Sau khi làm cái việc nói chung là việc vườn tược này để còn chăm sóc cho vợ con thì tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Và tôi nghĩ là tôi có thể làm cái việc này trong tương lai nữa để còn chăm sóc cho vợ con nhiều hơn nữa, để còn được hơn bố tôi. Wow. Sông nhỏ mép quá không ạ? Như này mép. Cuộc sống phải có một tí nhỏ mép. Cái nhỏ của đâu ra đây? Con lúc kết ra sau 13 năm sống. Kinh nhỉ. Dạ,
Và bây giờ là thành quả của bố con tôi sau một ngày làm việc vất vả. Đâu, rồi đặt. Được không? Nice. Tạo dáng, tạo diếc. Đây, 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 Minh. Chụp cho ảnh đây. Yeah. Đấy, mọi người thấy như vậy là trong vườn. Nếu ai có vườn rộng thì làm nhiều cái, mà ai có vườn nhỏ thì làm một cái này. Thậm chí không có vườn, trong góc nhà chúng ta cũng có thể để được một cái chậu cây như thế này. Và mọi người cũng thấy Tết có hoa nó sẽ rất là vui vẻ, đúng không con Giang? Vâng, quá vui vẻ. Tết mà thiếu một cái màu sắc này. Thì Giang, nó kiểu không vị. Thể cho bố ba điều quan trọng của Tết. Bánh chưng. Một. Mấy món ăn truyền thống ấy là bánh chưng. Rồi. Màu sắc. Hoa. Rồi. Và cái gì? Không khí. Nhớ nhá. Còn điều quan trọng đến lúc mà đừng đếm đếm cùng với em nhá. Ali gì? Hả? Cái gì? Ly gì? Cho chọn lại. Đây, thưa quý vị, ba điều quan trọng của Tết. Chuẩn bị. Ly xì và màu sắc. Không phải. Ba điều quan trọng nói thằng kia nào. Ba điều quan trọng nhất của Tết là đồ ăn truyền thống, màu sắc và cuối cùng chính là lì xì. Rồi, ok. Xin cảm ơn mọi người.